Tao nè cậu mày nè, mày nhìn kỹ nè, mày đừng có nghe lời nó suối. Chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Đúng hồi hộp tiêu rồi. Chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại kênh Sằng Mau Lắp cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hiện tại thì con với Tú đang có mặt ở chỗ mấy quỷ đỏ. Chỗ mấy nhiều quỷ đỏ lắm. Hôm trước hình như là hai xuất hiện như ba bốn con gì đó. Ba con. Hai con giống nhau mà hôm trước mình đến đây là hai con không xuất hiện. Đúng rồi. Chỉ con có sừng. Mãi ơi. Hình như con có sừng nó có cái phép gì mà làm cho mình không thấy được. Không thấy được. Nó che mắt. Nó che mắt. Có giống như cái thật che mắt cả nhà. Nó làm cho con với Tú dường như mà nó ở gần nó đứng trước mặt mình cũng không thấy luôn. Nó tác động mình không thấy, nhưng mà có cách gì đó mình cho dù mình làm cái gì nữa, thường thường là những cái vong linh khác á là tụi con thấy được. Còn riêng với vong linh này thì hai tụi con giống như thua dính, như cái vong linh nó thua. Và ngộ quá. Cả nhà. Lần này đến thì mình gặp vong linh đó nhưng mà lại không thấy vong linh nhỏ. Ừ. Nhớ không? Thì hôm nay trở lại thì nói chung cũng khá là lâu rồi. Thì không biết là cái vong linh đó như thế nào ở đây và cũng như là có khi vong khác hay không của chú anh chị. Thì hôm nay thì hai cậu cháu trở lại thì để chủ yếu là để kiếm một cách nào đó để mà khuyên bảo họ, giúp đỡ cho họ. Nhưng mà đợt này con với Tú đến đây là không có đem gì cúng nhiều, nói chung là chỉ là một ít này nọ thôi. Cả nhà thấy tụi con có cúng bao nhiêu đi chăng nữa, vấn đề ở đây họ ăn hay không là một chuyện này. Đôi khi thấy họ chỉ xuất hiện không dùng. Nhìn thôi, giống như họ đứng từ xa họ nhìn thôi chứ không đến hùng. Y như là tức lòng không ham muốn vậy thôi. Muốn thỏa mãn được, nhìn thấy muốn được, muốn ăn nhưng mà thấy ăn được. Ăn không được, giống như là đứng thèm cái đó. Nhưng mà thấy đó mà chỉ đứng đây nhìn ăn lại ăn không được. Chứ cả nhà biết là nếu mà ăn dễ vậy họ đâu cần tìm mình, họ đều tự đi ăn rồi. Đợi mình cho đúng không? Đâu đợi cúng. Đúng. Thật sự thì đâu có đợi cúng đâu. Mình đốt nén hương lên, chủ để là mình hướng cái tâm về đó, hầu như là cái hình thức để mà cúng kiến cho họ vậy thôi. Giống như mình biết là mình tỏi họ có tấm lòng. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự họ dùng thì dùng cũng được, nhưng mà có vong thì họ đến họ hưởng cái hương khói. Có đa phần họ hưởng là gì nè, khi mà họ nhập vào cái xác người sống. Nhiều người cả nhà, nhiều người bị ma quỷ nhập thì khi mà nhập vô rồi thì họ ăn rất là nhiều. Đúng rồi. Và thậm chí là ăn đồ sống đồ gì, tại vì là trong khi họ mà trong lúc mà họ là cái vong linh á thì họ không thể nào mà ăn được. Họ đói lắm, họ thèm muốn được thứ đó khi mà họ vào được thân xác. Nhưng mà thật sự khi mà họ nhập vào thân xác người ta, họ ăn mà họ đâu được nó. Đúng rồi. Họ chỉ ăn là ăn cái thèm cái muốn của họ thôi. Bởi vì người ta nói tại sao mà mấy người ăn không no. Ăn dữ dằn luôn, không thấy no. Bởi vì có người gọi tôi hỏi sao mà ông bà sao mà 70 tuổi mà ăn quá ăn. Ăn một con vịt con gà ăn hoài không no. Hỏi tại sao? Mình thì lấy giờ nó bị vong nhập. Có nhiều trường hợp bị vong nhập. Thứ hai nữa là thường thường là những người mà già giống như mà mất đi mà tự nhiên sống lại, đa số là gọi là hồi dương. Ừ. Là thường là những người đó sẽ không có lâu. Đa phần có nói không phải tập trung, nhưng mà đa phần là vậy. Tại vì giống như tự nhiên con người chúng ta cái chưa có mãn cái phần mà tự nhiên mất. Giống như cái đó là cái sự bù đắp lại hay sao, tự nhiên rất là nhanh mà rất là sổi lại. Ừ. Nhưng mà khi tá hồi đi thì đi rất là nhanh. Đấy. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì quỷ ma nó vô nó mượn cái xác đó, giống như ông bà đã mất rồi, ban đêm mất rồi không ai hay không ai biết, thì những cái vong quỷ ma nó đã đeo bám trước khi mà cái người mất
nhập vô thì lấy xác luôn. là quỷ ma nó bắt đầu nó ngửi được cái mùi đó rồi. Người gần chết là ai, ma quỷ nó biết trước, nó xoay quanh nó đợi. Đứng Một á, xung quanh vòng luôn. đúng rồi, một là những cái nghiệp báo người này gây ra, chẳng hạn như Hỏi sát nó sanh nhiều đòi đó, đó. rồi ma quỷ mà những người có nghĩa là tội kiếp này hoặc kiếp trước gì đó mà mình còn thiếu họ, họ đến nơi xoay quanh, có những vong linh nào họ hợp, giống như là có con nói giống như chúng ta có cái có cùng một tần số với nhau, cùng nó có nó đồng tương ứng nhau, hợp nhau, rồi đâu nhảy vào. Thì ngay lúc đó mình cũng đâu có hay biết gì đâu, ông bà mình tỉnh dậy ăn uống hoạt động bình thường, mà tự nhiên hôm nay mấy bữa trước là cha mẹ ông bà mình nằm chỗ một không, mà hôm nay tự nhiên Ăn thấy bình thường trời ơi thấy khỏe, mà lúc đó cũng mừng. Thật sự ai tâm trạng đó ai cũng mừng, nhưng mà có nhiều cái thì may mắn thì ông bà mình nói chung cũng có nhiều cái ông bà mình cũng phải lợi luôn, cũng có chứ phải không, cả nhà nhiều người có nghĩa là chúng nghe thuốc gì đó thường. phải luôn, hoặc hai là trường hợp kia mà. Thì cái nội này, cái vấn đề này thì hầu như những người mà họ rằng kiểu như họ rằng mắt á, là gia đình chúng ta ưa có vụ xúm lại và hỏi kêu cái người ông bà đó nhìn mặt này kia có nhớ không, nhưng mà có người á, họ sẽ gật đầu và trả lời giống như là biết, nhưng mà sao có một số người là họ không còn biết nữa, và lúc đó hình như là đôi mắt của họ không còn thấy chúng ta nữa mà họ nhìn thấy những người rất là lạ, đó là không phải là người nữa mà là những cái vong linh, và thậm chí là những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp họ đợi mình mắc để họ 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 đến họ đòi đó. Bởi vì nhiều khi mình hỏi người thân mình mà họ không có trả lời mà họ cứ nhìn chăng 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 phía hoặc là xung Hoặc quanh, là họ sợ hãi nữa. hoặc là họ sợ, đó là họ không còn nhìn thấy chúng ta nữa mà họ nhìn thấy những cái người mà thuộc về cõi âm đó cả nhà. Chứ nhiều cái trường hợp là không phải lúc nào cũng mình cũng phải nhờ thầy để đến, để nhiều khi ông bà lớn tuổi, nhiều người ta bệnh, người ta cũng có cái nhiều cái. Nhiều ông thầy Lộc thấy là có cái trường hợp vậy nè. Ba thằng thầy đã là thầy, thứ nhất là chị người ta không cần rất động cơ thể mới là đúng với thầy. Còn thầy mà rạn bóp cổ, bẻ họng, bẻ tay, bẻ chân, những thầy tào lao không à. Thì đó, cả nhà thì ai cũng vậy, người già tay chân họ yếu lắm, mình ta động nhẹ là Thôi đau nít rồi. Thu nít nữa. Bởi vì nhiều ông thầy nói tại sao ông thầy hay, nhưng mà không phải ông thầy hay, ông lại ông chuốt, ông cho uống nước, hoặc là ông chỉ ông không, tụng kinh này nọ thôi. ông nếu nếu mình đối với thầy thật sự á, là ông chỉ dùng một vài cây nhang, họ Lời chỉ nói tác rồi động, nọ cũng họ được. ông vẽ như là bùa chú này nọ lên cơ thể và cơ thể đó có sự phản ứng thì đó là bị vong nhập, còn vấn đề mà thầy Vậy mẹ bẻ đau nó không. lọc nó thật, nếu mà trường hợp ông thầy nào ông lại để lọc bẻ thử cái hỏi cái đau không, hỏi có la không. Bây giờ trường hợp tôi tôi thấy không bị ma nhập tôi nhưng mà thấy có làm một thầy quá. nè, cái ông bà già cầm tay nè bóp Bóp nè, bóp vậy nè, mày gao, mày gao, đau không, bà già đau la thấy mẹ cả luôn. cái tướng ông đó mà đè tôi bóp cũng chết nữa, đừng nói chứ không phải gì. Nhưng Cái mà đó là mình cái đau là đau thân xác đau của thân xác luôn người ta. người ông người bà đó, bắt buộc là phải la lên, và nói chung hầu như những người trong đình họ không biết điều đó, Mẹ nó họ cứ bấm nghĩ là nữa. đó là cái vong linh để Đúng giống như rồi. bị ông thầy nắm được và nó la, nhưng mà thật sự đó không phải là vong linh, Thầy thật sự là không có không tác tác động động trên cơ thể đâu. cố động. Người ta một là khuyên, hai là muốn đánh mày đánh bằng bùa. Đánh bằng bùa bằng chú, không mắt thường không thấy nhưng phải là bóp gỗ bóp họng không có. Hồi đó kế nhà Lộc có một ông thầy quan kỳ cục. Ông chỉ nói chuyện, bà ngồi nói chuyện với ông xong ông cầm dao ông vẽ vẽ bay ra liền, chứ không có vụ Đúng rồi. mà trời ơi, mày ra ra mày la, không À, có chuyện đó. Cái đó là vô lý. Học nếu mà ông thầy đó gặp, nếu mà trường hợp gặp Lộc mà gia đình Lộc mà kiểu mà như vậy chắc ông thầy cũng về không được luôn. Lộc nó thẳng thật luôn á. sự á, nếu mà đối với mà ông thầy mà thật sự mà dùng bùa chú nữa mà trục vong hay đuổi vong á, ví dụ ông thầy ông vẽ vào chân chúng ta nè, nếu mà chúng ta có người chúng ta có vong thiệt á, là chúng ta cảm nhận liền, nó có một Chứ đường kệ chạy, nó có một đường chạy mà nha, chẳng biết mình thấy được luôn. nó chạy là đó là vong đang nhập cơ thể chúng ta, nó chạy ra đó, Đúng rồi. nó ông vẽ tới đâu nó chạy đó, đó là ta dùng bằng bùa chú để mà ta đuổi vong, còn đằng này là dùng tác động ngoại lực, Đau thấy bà mà cái đó kêu ai mà không la. đau, nó cô chú anh chị để ý nghe, ví dụ ông bà chúng ta hay hoặc là gia đình chúng ta bị vấn đề gì mà ông thầy đến mà ông thầy đó tác động Trên cơ vật lý thể á, thì đừng có tin. là không bao giờ tin nha, đó là những cái mánh khóe mà họ muốn để lừa chúng ta thôi, tại vì tác động thì ai mà không đau. Lộc Lộc biết từ cả chục ông thầy rồi, từ người Khmer qua từ Việt và thậm chí nhiều thầy khác nữa, mà không ai, nếu mà những vị về thầy chân chính không ai mà tác động, Không chỉ ai có những động chứ, không ai, chỉ là một khuyên còn hai gì không, là còn đây à, ông già mà gặp mấy đứa bây con gái giờ á, mấy đứa con mấy gái đứa mà đó đem lại mình ông thầy dốt vậy nè,
nói chung là đụng chạm vào cơ thể đó, đó là những cái điều nhạy cảm, không có thầy không nào có mà đi thể dễ làm vấn đề đụng chạm về cơ thể của người phụ nữ nhạy cảm gì chứ. Lòng cái đó là lợi dụng thì đó, lợi vừa lợi dụng mà người gia đình đứng trước mặt đình đừng biết đây luôn. Thì Lộc thấy cũng nhiều rồi nên là Lộc với Tú cũng bức xúc muốn nói vậy đó. Nói chung thì đây là hai con cháu muốn chia sẻ một số cho khán giả của hai kênh cậu với Tú biết thôi. Thật sự là nhiều khi mà thấy mấy clip mà tội thật tội với mấy ông bà già. Chứ bây giờ mình đứng ra mình nói mình chỉ đúng chơi tên thì nó không được. Rồi con chú anh chị thì cả nhà xem chắc lẽ cô chú chị xem kênh Tâm Linh thì chắc cũng được, có lẽ có xem một cái gì đó ở nhiều người khác phải không, cũng đã thấy, nhưng mà ở đây là chưa ai nói đến và cũng như là chưa ai vạch trần. Đúng rồi. Thì cô chú chị cứ nghĩ là thật nhưng mà đừng có tin như vậy. Nó làm nói chung làm như vậy là tội ông bà lắm. Mà thôi bây giờ cả nhà tụi con cũng gác trò chuyện qua bên. Tại thật sự cũng bức xúc, mình cũng thấy gác cảm giác nó không mấy. Thôi cho nên giờ trò chuyện với cả nhà vậy thôi. Thôi giờ hai con cháu sẽ tiến vào trong những quỹ đỏ này và xem thử nó đây hiện tại giờ có gì và còn ở đây không cả nhà. Giờ cả nhà đi cùng tụi con nhé. Đi cả nhà. Đi luôn. Ủa cái bộ đồ mình đâu? Ủa? Ủa? Kìa bỏ đằng kia kìa. Đâu? Thẳng, đồ lao cái camera ăn cái. Thưa bà cô chú ơi, bây giờ hai cháu con mới lấy được cái bọc đỏ đằng kia đó mà không thấy. Bây giờ hai cháu sẽ đi vào trong cái nhà. Cái máy nó bị gì nó mà câm mà ngộ quá. Ây dạ. Mờ hả? Ừ. Sợ đèn nó cúp xuống quá nó cháy không? Chắc vậy quá. Bẻ lên xíu đi. Gãy luôn quá. Được không? Được rồi, đó hết mờ đó. Bị ánh chán đèn sáng. Cái nhà giờ này khoảng chừng 7 mấy 8 giờ chưa ta, chắc cũng cỡ đó ha. Bây giờ trước khi vào đốt con này nén nhang nè. Bây giờ đốt phải đếm được rút 5 cây không. Đủ chưa mấy cây rồi? 3 cây. Rút 5 cây nữa tao sợ mày luôn. 5 cây mà đốt đó, thường thường cả nhà mà đốt dương thì giống như mình kêu gọi người khác nó nhận nữa. Mà thành ra nó gây ảnh hưởng. Mô Di Phật thì trước khi vào đất này thì con xin trang giái ông bà ở đây ăn trạch, thổ thần để ở đây. Thì hôm nay hai con cháu đến đây thì như những lần trước thì mục đích cũng để giúp các vong linh, thì cũng như là trang giái những ông bà mặt ở đây, những hương linh, quỷ dữ hãy nghe được những lời khán giái này và thấu hiểu cho và hãy hỗ trợ và giúp cho các vong linh được đi siêu thoát. Thì nếu đến đây á, nếu mà có mạo phạm điều gì thì cũng xin các vong linh ở đây hoan hỷ bỏ qua cho hai cô cháu, thì hai cô cháu đến như thế nào thì cho về như thế nấy. Nam mô A Di Đà Phật. Ơi, lúc ra trời. Hình chúng đây kế đây trời. Kế đậu mình luôn đó. Mới khờn cũng lấy cái đây ra cái đậu luôn. Cái trên nó gì mày? Ở đâu vậy? Không biết. Không mà. Ê! Cái tiếng của cái vòng bữa đó. Cái gì? Cái phong bữa đó mà phong che mắt mà được đó. Cái gì vậy? Nghe không? Cô nghe mà nghe không rõ lắm, mà không biết hướng nào. Mô Di Đà Phật. Gió nổi lên. Thì trước khi cậu cháu đến đây thì cũng có gian giá ông bà đây, cũng hy vọng là ông bà ở đây nghe được cái lời gian giá này. Và đừng có làm khó dễ cũng như là. Đó. Bên đây nè. Hướng này à? Ừ, hướng đó đó, hướng quý bệnh này. Mà khoan, mình đốt nhang thì thấp chỗ nào đó. Cắm đâu vậy? Gì trời? Hoài chứ. Cái gì? Chưa cắm ngang nhảy ngang. Cái gì? Ừ. Được không nghe? Sao? Chưa đụng đất nữa gãy ngang. Hay là nhang nó bị vấn đề gì? Vấn đề gì? Nếu mà vấn đề là cũng một cây thôi chứ. Này ba cây như nhau chứ. Ê coi đồ đó có đầy đủ không? Tao đem bánh chứ lấy được theo. Có ba lon bia nữa. Có không? Có bánh rồi. Bánh bia có rồi. À. Ê! Rồi trời.
cái cây mới đằng này kia mà ta. Ơi ghê, ba lấm đi chợ căng thẳng luôn. Đi đường đó hay đi đường ngoài này, hay đi thẳng qua bển luôn đi. Đi đường nào đi, mới đi tới đây giờ chưa gì chứ, đây cây nó phang đi xuống dưới đầu hai phát này, đây cắm đây này. Cái gì, cái gì? Cắm đây được nè. Môi Phật thì con xin các vong linh. Các hương linh, vong linh bà veo veo hoài luôn. Thì con cầu những hương linh vong hồn quỷ dữ đây, nếu mà đang có mặt hiện tiện ở đây á, thì xin xuất hiện. Tiếng ghê ở đâu à? Không biết, nghe tiếng. Tôi nghe là phía bên đây. Ý dạ? Đúng tôi không nè. Đâu phía bên đây nè. Đâu trời? Tôi nghe là hướng bên đây, không biết cái đâu. Cẩn thận nha. Nghe liên tục luôn cả nhà. Cảm thấy gì không? Không, trong camera không thấy gì hết. Tôi nghe tiếng ta. Nghe gần lắm, không biết chỗ nào. Thì bây giờ ông bà ở đây mà ai mà đang có mặt đây xuất hiện đi. Nếu ông bà bị ai ức hiếp hoặc là ta sai khiến thế nào đó thì xuất hiện đi. Tụi con ở đây sẽ giúp đỡ cho mấy ông bà ở đây ha. Gió nổi lên dữ vậy. Kỳ ta, sao hôm nay không thấy xuất hiện luôn á. Ừ, mà nghe tiếng. Nãy giờ không thấy xuất hiện nghe tiếng không à. À, cái gì? Chị trời. Gốc cây. Hay là đi qua bên kia. Nghe gì? Ừ. Không có nghe. Nó lạ quá. Ủa nó không thấy xuất hiện luôn. Mà nãy giờ có máy tác động này nè, hỏi luôn. Nghe tiếng. Ôi da. Có sao không? Giờ cái vụ mà không mình nên nhớ là cái vòng kia nó làm gì vậy? Dì Tú. Tú ơi. Mà làm gì? Tú à. Tao nè. Tao nè. Mày nhìn tao nè. Tao nè cậu mày nè. Mày nhìn kỹ nè. Mày đừng có nghe lời nó suối. Nghe nè lời tao nè. Tao cậu mày nè. Cái gì?
Vịnh, vịnh tay tôi. Buông ra đi. Buông không được. Buông không được đâu. Dũng, cái tay dính gắt. Cái tay dính gắt, dũng không được. Nhìn chú đi. Được không? Sao? Mà hai tay làm dính chặt vô cái cây không buông được. Cái nhà hôm nay hai cậu cháu con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tao nè. Tú à. Tao nè. Tao nè. Tao nè, đẹp đi. Tao nè, mày nhìn kỹ đi. Tao nè. Tao nè. Mày nhìn kỹ đi, tao cậu mày nè. Mày đừng có để nó sai khiến mày nữa. Mày nhớ hai con cháu mày đứng đây với cái gì, điều gì? Giúp đỡ họ mà chống lại những quái quỷ độc ác mà. Chứ đâu phải mà để nó siêu khiến được. Mày nghe lời tao nè, niệm chú đi. Đúng. Nam mô A Di Đà Phật. Mày nghe tao nói cái gì không? Mà đừng để nó điều khiển nữa. Dẫn gì làm gì? Tụi tôi không biết cái ông bà là vong hồn đến từ đâu. Nhưng mà cậu cháu tôi đến đây á. Đến đây làm gì? Đi kiếm cái người. Một là giúp, hai là giết. Kiếm sao à? Hôm nay tôi cho hai cậu cháu mày đi được không chứ được. Thử đi. Đi. Thử đi. Cái người đủ sức thử làm coi. Tú nhìn đây nè. Cái gì vậy? Cái con cái đào tay quá. Đâu vậy? Làm gì? Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Bóp cổ nó. Bóp cổ nó. Ah!
Giỏi lắm hả? Dũng ơi, con nè, con cháu nè, mày giỏi lắm hả? Con cháu nè, nhìn nhìn chú, nhìn chú đi, đừng để nó sai khiến nữa. Nó kìa. Hôm nay bây giờ ngồi yên đây nè, tụi mày muốn gì thì bước ra đi. Không thấy mặt mũi nó. Ừ. Thà thấy dễ, còn đằng này nó không cho thấy mà nó tắt nằm nó khiển mình không à. Nếu mà các người có tầm độc ác, giả tâm đến vậy á, thì ngay bây giờ ở đây có tất thể bao nhiêu vong linh thì dần dần xuất hiện. Chú đem chú trong rồi. Hôm nay sao thấy lạ quá, sao thấy nó mạnh chứ mà không gì cả, không cảm giác hôm nay có dắt nhiều, có nhiều cái luồng khí lạnh lạnh xuất hiện liên tục mà tôi nghe nhiều nhiều tiếng gên, nhiều hướng, nhiều phía lắm, nhưng mà giống như có cái luồng khí nó chạy qua trời xung quanh mình nó rất là nhiều. Chẳng lẽ hôm nay có xuất hiện cái điều gì đó nữa sao? Môi Phật mấy ngày ở đây. Cái gì Oài. Từ đầu cây nó thầm luôn. Sao cái tiếng này lạ vậy? Mấy người muốn gì thì xuất hiện kia, chứ đừng ẩn trong bóng tối mà muốn làm những chuyện xấu. Nghe hướng này, nghe hướng này, nghe hướng này. Đâu ta? Nghe tiếng mà không thấy. Đây nè. Nhà ngươi muốn gì vậy? Thì ra đây đi. Thì hôm nay tất thể các ngươi có bao nhiêu vong linh? Nghe nói lúc này các ngươi lộng hành lắm. Và thậm chí cũng đã mời thêm vong linh nào đó đến nữa. Đúng không? Nếu mà đúng á thì nói cho tao biết đi. Gì Tú? Gì? Ôi. Đang ngồi gì đâu à? Ah!
Đông nhiều dưới trời. Đông nhiều dưới hả? Mà dính dưới mùa. Cái là bộ mình mua. Nghe. Sợ rồi đem theo cái bộ thủ mà sao dường như không tác dụng. Không thấm thía. Có nghĩa là có mà hình như là chỉ có một con không sợ. Có nghĩa là cái lá bùa này nó có tác dụng với một những vong yếu thôi. Hình như là con trắng sợ phải không? Hình như trắng thấy không sợ luôn, dạo luôn á. Nhớ như có một con nhỏ quá vậy. Hồi nãy hình như tôi nhớ, hình như tới 4 con nữa. 3 con đỏ, 1 con trắng. Gác mình quá. Ở chân của bùa mình. 3 con đỏ, 1 con trắng á. Chép tao đâu rồi ta? Phải không? Không thấy tôi quên khí luôn á. Thôi đồng lông. Thì đó, nó thấy đường. Rồi. Ôi đó cái gì vậy? Cẩn thận ngang, thằng đây nè tôi ơi. Gì? Ây, ây. Khoan tao đã dép thằng cái mày ơi. Thấy chưa? Thấy đây chiếc mà. Đâu nhiều dưới trời. Đâu nhiều dưới hả? Mà dính dưới mùa. Cái là bùa mình mua. Nghe. Sợ rồi đem theo cái bùa thủ mà sao dường như không tác dụng. Không thấm thía. Có nghĩa là có mà hình như là chỉ có một con không sợ. Có nghĩa là cái lá bùa này nó có tác dụng với một những vong yếu thôi. Hình như là con trắng sợ phải không? Hình như trắng thấy không sợ luôn, dạo luôn á. Nhớ như có một con nhỏ quá vậy. Hồi nãy hình như tôi nhớ, hình như tới 4 con nữa. 3 con đỏ, 1 con trắng. Gác mình quá. Ở chân của bùa mình. 3 con đỏ, 1 con trắng á. Chép tao đâu rồi ta? Phải không? Không thấy tôi quên khí luôn á. Thôi đồng lông. Thì đó, nó thấy đường. Rồi. Ôi đó cái gì vậy? Cẩn thận ngang, cẩn thận đây nè tôi ơi. Gì? Ây, ây. Khoan tao đã dép thằng cái mày ơi. Thấy chưa? Thấy đây một chiếc mà. Ở đây nè. Có chưa? Thấy. Nó mua gì đâu Phật. Nè, cái lá bùa này. Bùa rủ nó rồi ta. Gì? Bị kiếm gì? Bùa cúng đâu? Ai biết? Nó bỏ đây mà. Ê, cầm. Ta sửa cái máy rồi. Nó bị muốn vớt cái chân máy. Cái chân này. Cẩn thận nghe tôi rồi. Tôi cũng nhớ ở đây mà. Ê. Cái gì vậy?
Phải mẹ mày nhớ đâu hay là bỏ ngoài kia? Hồi nãy tao nhớ xích tới đây. Rồi sao ta? Hồi nhớ xích tới đây nè. Tôi nhớ xích tới đây rồi. Ê, tôi nghe ở bên cái ngôi mộ có tủ mối. Thế rồi trời. Kỳ vậy? Kì tôi gì? Nhớ tôi sách tới đây mà tôi không nhớ gì nữa. Tao nè, tao không đi, mày sách ở đâu luôn. Tại vì thường nãy tao cầm máy, mày cầm đục đường mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi lúc nãy vô tới đây nè. Tôi nhớ tôi cầm tới đây nè, nhưng mà tôi không nhớ được là làm gì nữa. Môi vô mà. Ê kìa kìa kìa, có hình như để cho tôi mối gì kìa. Ủa? Sao vậy? Kỳ vậy? Sao đâu đó? Tao đang thử. Bây bọn nó lấy rồi. Ngồi vậy Phật. Cái gì? Cái gì? Mấy cái bịch đi. Nghe bịch cái mẹ. Ừ. Ủa nó nghỉ ở đây hả ta? Hả? Nó nghỉ ở đây hả? Không biết nữa. Ê! Quay! Hay là nó bộ thật sự không tác dụng ta? Sao rồi? Nếu mà tôi dán là bùa vô cái ổ mối, nếu mà nó ngủ là phải có cái gì đó. Ủa? Ủa cái gì? Ủa? Ê! Cái đèn bị gì Tú ơi? Cái gì? Cái đèn bị gì vậy? Bị gì vậy? Kiểm tra coi. Thì nó không lên. Ủa? Ôi. Nút. Mà đừng có di chuyển nha. Ê cái gì kế mày kìa? Cái gì? Cái gì trời? Sao đèn? Nó không lên. Kỳ trời. Ê. Ôi. Ê. Ê. Nó mua gì Phật. Nhắm mắt lại đó. Đông như trời. Đông như à. Cái bọc đồ. Ê, căng thẳng. Ơi. Ơi.
chúng tôi. Nó mỗi dịch vật. Nhắm mắt đi, nhắm mắt lại, ngồi nhắm mắt lại, nó không làm được mình đâu, nhắm mắt lại. Bậy luôn. Không thương Cương thiệt. Ngồi trong đời mà một lúc bốn con như trời. Tao quỷ dữ không mới ghê chứ. Mà đâu có tụ hợp gì. Con nào hình như giống giống nhau không. Không như giống nhau rồi có con là. Con nào cũng có sừng. Ừ. Chỉ có cái. Con áo trắng không có. Đúng rồi. Cả nhà hôm nay chuẩn bị cái đó bùa. Con sợ trước rồi. Cũng chuẩn bị cái bùa nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tác dụng như nó. Có nghĩa tác dụng quá ít ỏi không đủ. Ừ. Có nghĩa là nó vẫn cảm nhận được cái sức mạnh của lá bùa nhưng mà không đủ để cản nó. Có nghĩa là nó chỉ sợ dây lát nhỏ thôi. Ừ. Rồi nó bình thường. Nó cũng bường tới. Không phải, chắc có thể là vậy. Đông quá cái đông âm quá. Cái sức mạnh nó mạnh lên. Có nghĩa là cái giống như là cái năng lượng nó được nhân lên đó. Lên. Ừ. Tại vì một thì chắc chắn nó sẽ phải rất sợ, hai nó cũng phải sợ. Mà giống như là mình đến hai và gặp nó hai thì nó cũng có phần sợ mình. Đúng rồi. Nhưng mà mình đến hai nó tới bốn thì tất nhiên cái nó ngăn đôi mình mà đâu sợ mình đâu. Ủa? Cái túi đầu cụ đó không? Không biết rồi. Cả nhà cái đó buồn dường như là không có cái gì mà gọi là gắm thế gì với họ mà con. Gì từ từ nha. Hình như nó lục đồ tan nát rồi. Đâu? Gì? Cái gì? Cẩn thận nha. Dép tao mất tiêu luôn. Mất dép hoài đi. Mua vậy Phật. Tôi dậy với nước rồi không có mang rồi. Gì đó? Cái gì? Ê! Cái gì? Lục banh chậm chưa? Cái gì? Bên đây là gì vậy? Ê! Khoan! Lũ lợ! Phía sau cái mồ! Phía sau cái mồ! Đừng tiến lên nữa! Đâu? Một bầy phía sau cái mồ á! Mà sao tôi thấy đó? Có cái nón với cái áo nam coi vậy? Không biết! Đâu? Kế một đồ mình kìa. Phía đây nè. Kế một đồ mình luôn, đây nè. Cái nón tết với cái áo nam. Tao chưa, đây nè, mà cầm máy tao lại gần thử. Kìa, thấy phía sau lắm.